theo dòng chảy sông Mekong, nhịp sống không chỉ là sự đan xen của những dòng nước, mà còn là câu chuyện đầy màu sắc từ sự đa dạng của hệ sinh quyển, của đời sống con người hòa quyện vào nhau. Hãy cùng chúng tôi hướng về đồng bằng sông Cửu Long, hạ lưu châu thổ sông Mekong. Từ những cánh đồng lúa mênh mông đến những làng chài bình dị, chúng ta sẽ cảm nhận được hơi thở của nước. Đa số các nền văn minh đều bắt nguồn từ những dòng sông. Và bên dòng Mekong, hàng ngàn câu chuyện đã được ghi lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc và sức sống mới. Chúng ta cùng nhau khám phá những bí ẩn và vẻ đẹp của cuộc sống dọc theo sông Mekong, nơi mà tinh thần của con người và mạch sống của tự nhiên cộng sinh và giao thoa, tạo nên môi trường sống tươi đẹp. Tại một làng chài gian bờ sông Đốc, Cà Mau, nghề làm khô cá đã trở thành huyền thoại. Khi mùa cá cơm đến, hàng ngàn tàu cá tụ hội, mang về đầy ắp hương vị biển cả, tạo nên một cảnh tượng sôi động và đầy sức sống. Nơi đây không chỉ là bức tranh sinh động của những con tàu rẽ sóng, mà còn là một bản hòa ca đầy sắc màu của cuộc sống ngư dân miền biển. Xin chào quý khán giả của chương trình Đôi Mắt Mekong. Mỗi khi nhắc về cái nền ẩm thực độc đáo của miền Cực Nam Tổ quốc, chắc chắn rằng chúng ta không thể quên được cái vị thanh ngọt của mực ong rừng U Minh, hay là đặc sản tôm khô rạch gốc, và đặc biệt hơn, cái món mà khiến chúng ta nhớ mãi đó là khô mực chấm mắm me của thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sông Đốc, với lợi thế từ nghề khai thác biển truyền thống, từ lâu đã trở thành điểm đến nổi bật ở Cà Mau, nơi cửa biển sầm uất và sôi động nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khung cảnh nơi đây không chỉ là sự nhộn nhịp của các hoạt động đánh bắt, mà còn là sự tinh tế và khéo léo trong nghề chế biến cá khô. Đặc biệt, đặc sản khô mực sông Đốc đã từ lâu nổi tiếng, góp phần tô điểm thêm danh tiếng cho vùng đất này. Cuộc sống nhộn nhịp nơi đây của những cái bà con ngư dân, và đặc biệt là những cái hàng khô san sát nhau, thì chúng tôi đã dừng chân tìm hiểu thật là kỹ về cái món khô mực mà nổi tiếng nhất nơi đây. Từ khoảng năm 1995 là mẹ mình đã bắt đầu kinh doanh mực khô rồi. Lúc đó mình còn rất là nhỏ luôn. Gia đình mình hiện tại là bốn chị em ruột của mình, là nối ngôi nghề của mẹ là buôn bán mực khô. Lúc đó là mẹ mình thu mua từ ngoài biển, là phải phóng từ chiếc ghe để đi mua từ con mực lên bán. Và mẹ mình rất là gian nan mới thành lập lên cái vụ khô cừu nương, và sau đó mình cũng nối nghiệp mẹ mình. Cái nghề này là trải qua rất là nhiều quá trình. Mình phải biết phân biệt từ con mực nhỏ, từ con mực lớn, từ con mực xấu, từ con mực đẹp, từ con cá xấu, cá đẹp. Thường thì mực khô là ngư dân phải đi ra biển từ nửa tháng tới một tháng. Những cái công đoạn đầu tiên của người ngư dân đi tìm cái con mực tươi là vào những khung thời gian như thế nào? Chị có thể chia sẻ nhiều hơn để khán giả nắm bắt được không? Đánh bắt mực là mình phải đi nửa tháng tới một tháng. Sau đó là bình thường ngư dân sẽ câu vào ban đêm. Lên đèn vào ban đêm, lên đèn rất là sáng luôn, lại bắt mắt những con mực lại, họ sẽ bắt đầu họ câu. Câu tới sáng như vậy là họ sẽ thu hoạch được tùy theo số lượng mỗi ngày vậy đó. Mình rồi sau đó thì họ sẽ xẻ liền luôn, họ xẻ liền và họ sẽ phơi liền tại trên ghe để lấy cái độ tươi ngon của con mực. Bình thường phơi người ta cũng phơi từ 2 tới 3 ngày. Xong đó người ta sẽ đóng gói vô trong cái bọc bự, rồi người ta sẽ đóng nhiều bịch cho nó kín, rồi người ta mới ốp đá, ốp với hầm đá, hầm đá với ghe, giữ dưới đó khoảng 10 ngày mới vô bờ được. Cửa biển sông Đốc như một đoàn tàu hùng vĩ, mang đến nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến thủy hải sản. Nghề làm khô cá, mực ở đây phát triển mạnh mẽ với rất nhiều cơ sở chế biến. Ngày đêm hăng say tạo nên những mẻ khô mực ngon từ nguyên liệu mực ống đánh bắt trên vùng biển Tây Nam và vịnh Thái Lan. Sau khi câu được mực, những ngư dân tài ba chọn lọc những con mực tươi ngon nhất, chế biến và phơi khô ngay trên tàu. Khô mực sông Đốc được phơi liên tục dưới ánh nắng gắt trong suốt quá trình tàu tiếp tục khai thác trên biển, tạo nên hương vị đặc biệt không thể lẫn vào đâu được. Khi tàu cập bến, sản phẩm được đưa vào hệ thống kho lạnh để bảo quản, sẵn sàng chờ đợi những thực khách yêu thích đặc sản miền biển. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường,
làng nghề khô biển Sông Đốc không ngừng sáng tạo, chế biến thêm nhiều món ăn độc đáo như mực một nắng, mực trứng, cá khô đuối một nắng, khô tôm tích, vân vân. Bên cạnh khô cá đù Cà Mau, khô mực ở Sông Đốc cũng là một đặc sản hấp dẫn mà bất kỳ ai đến Cà Mau cũng nên thử một lần. Trong cái quá trình thu mua chị, là mình phân loại cỡ mực như bao nhiêu cái kích cỡ khác nhau? Hiện tại là mực khô của mình là nếu mà phân ra là khoảng mười mấy hai chục loại lần. Mình nhìn đơn giản nhưng mà thật ra phân ra là gần 20 loại mực khô. Gần 20 loại mực khô? Loại đẹp, loại xấu, loại ốm, loại mỏng, loại dày. Mực thì mình có mực câu, mực cào và mực lao. Mực câu thì con mực lúc nào nó cũng sẽ dày cơm nhất và con mực nó rất là trong. Yeah. Mực câu là thường là họ câu bằng tay lên họ sẽ xẻ liền và phơi liền. Còn mực cào á, mực cào có nghĩa là họ sẽ cào bằng lưới, cào nguyên cái mẻ lưới gì đó để một đêm thì họ mới xẻ, là nó sẽ không ngon bằng mực câu. Và mực lao là tức là những con mực mà họ cào lên họ nó ốm nó mỏng họ sẽ phân thành mực lao. Bình thường là ghe câu á, nó cũng có phân biệt ghe câu ghe cào nữa. Ghe câu thì bình thường khoảng một chục người, chục ngoài người gì đó, mười mấy người đổ lại. Nhằm ghe chúng thì cá tắn, nhằm ghe bình thường thì vài trăm ký, 300-400 ký. Câu là chỉ câu vào ban đêm thôi, ban ngày họ sẽ ngủ bù, ban đêm họ câu, câu phải câu ban đêm mới được. Khoảng 6 giờ tối cho tới 3-4 giờ sáng. Trong ba loại mực đó là mực câu là loại ngon nhất, là cũng là đặc sản của vùng biển Sông Đốc Cà Mau mình. Mực câu là thường con mực nó sẽ rất là dày cơm mà nó rất là trong, nó cũng phân ra làm nhiều size khác nhau. Trong những cái mực mình đang có ở đây á, chị có thể nào chỉ giúp em cái nào là loại mực câu không chị? Cái này là loại mực câu nè. Cái loại này mực câu là con mực cái thịt của nó rất là dày, đặc biệt là cái độ con mực của nó rất là trong. Nó trong hơn con mực cào mình. Mà thịt của nó mình ăn vô mình sẽ cảm thấy vị ngọt của con mực. Cái vị ngọt của nó rất là ngon. Mực cào là ngư dân ta sẽ cào lên bằng mẻ lưới á, mẻ lưới ta cào lên người ta để xong một đêm sáng người ta sẽ xẻ. Mực cào thì bình thường nó sẽ nhiều hơn mực câu. Mực cào là mình nhập một lần là mấy trăm ký, hoặc 1 tấn, 2 tấn. Mực cào là mực như thế này nè. Đây là cái mâm mực cào mà dạ. Mực này là mâm mực cào mà dạ mực lở á. Mực dạng này là cái con đó là con chung. Thì nó lở khoảng 4 ngón tay mình. Cái mực này là mình có thể vừa nướng, mình vừa chiên mà mình nấu súp, nấu mì cũng rất là ngon luôn. Mực cào này mình cũng phân cũng gần cả chục size mực đặng. Mà tại vì nó chỉ lộn 1-2 con vô đây thôi. Còn đa số là nó sẽ cỡ này nè, 100-120 con một ký. Có loại nhỏ hơn đó, người ta sẽ mua về nấu súp, nấu mì á. Yeah. Rất là ngon luôn, người ta ghim me, người ta hay bán những hộp ghim me trên thị trường đó. Cái đặc sản riêng của Kiều Nương, nói về mực á, thì còn cái món nào nữa chị? Đặc sản của Kiều Nương là đây nè. Bánh chám mực sữa. Cái loại này là mình được làm từ những con mực tươi á, mực tươi là mới nhất. Ghe vừa rồi vô là mình đã thu mua. Yeah. Mình sẽ làm sạch sẽ, nhân công sẽ làm rất là sạch luôn, lột da sạch sẽ và mình sẽ tẩm mớp vừa ăn. Sau đó mình sẽ phơi lại một miếng bánh chám, mình phải sắp đều như vậy nè. Yeah. Phơi khoảng 2-3 ngày. Thường là mình phơi từ 2-3 nắng nó mới khô nổi cái mực miếng bánh chám này. Yeah. Một miếng như vậy rất là nhiều con luôn, khoảng 30-40 con mực. Vợ mình á, là cũng mới làm thử rồi thấy ngon mà mới làm nữa. Nếu mà Đà Lạt có bánh tráng nướng thì ở Kiều Nương lại có bánh tráng mực. Rất là ngon luôn, mình chiên nó phồng lên á, mình chấm mắm me là hết sảy luôn. Rất là hấp dẫn, mình sẽ cho quý vị xem cái quy trình mà chiên bánh tráng mực lên, rất là ngon luôn. Ngoài cái đặc sản của mực, cửa hàng của mình còn những đặc sản nào khác của vùng biển Cà Mau không chị? Bây giờ mình mời Mẳng đi theo mình để tham quan những loại, những cách chế biến và cách đóng gói của bên vựa mình. Đây là con mực chuối nè. Đây là con mực chuối là chuối thiên nhiên, tức là vừa đánh mắt lên là phơi liền luôn. Phơi liền ngoài biển luôn nó mới được ngon vậy. Người ta không xẻ, người ta cũng chỉ rửa sơ cho bằng nước biển thôi là người ta phơi liền trên biển luôn.
chứ mình vô bờ là phơi không bao giờ ngon, phải phơi ngoài biển. Cho nên nó có vị mặn nhẹ của nước biển á, mình mua về mình phải rửa sơ lại. Mình rửa sơ lại rồi mình hãy sử dụng á, mình chiên hoặc là mình nướng cũng rất là ngon. Cái này là gâu nè, gâu mực á. Gâu mực. Này là rau mực. Gâu mực tức là nó rụng ra từ những con mực nhỏ mà mình sắp vô thùng mình bán sỉ á, nó gớt ra cái mình đâu có gắn được đâu, mình bán ghim. À. Gâu mực này thì người ta hay mua về người ta nấu súp á, với ghim rất là ngon luôn. Trong con mực là em thích nhất ăn cái phần đâu? Nó rất là giòn và cái nó có cái độ ngọt nhất định của nó. Nó rụng ra nè, gâu dạ. Lớn nè, nó cũng rụng ra nè, mình đâu gắn được đâu. Này là rau lớn, cái này là rau nhỏ. Đây là cá đuối ó đen, đây là cá đuối ó đen mà loại xịn luôn á, là cá đuối này ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn mà đặc biệt là rất là ngon luôn. Cá này mình chỉ việc mình nướng mà mình chấm me thì hết sảy luôn. Đặc biệt là cái loại tôm này nè, tôm này bên mình là tôm loại tôm thẻ đại á. Yeah. Ăn con tôm nó rất là mềm, rất là ngọt luôn. Cái quá trình sản xuất này nó có khác với quá trình sản xuất tôm khô truyền thống mà những cái loại mà thật là khô không chị? Cái này là mình dạng như là mình phơi thiên nhiên á, mình vừa tới cái độ dẻo là mình sẽ ngưng lại chứ mình không có phơi thiệt là khô. Đây là cá đù nè, cá đù tẩm bên mình cũng tự làm luôn nè. Cá đù tẩm. Đây là từ những con cá đù tươi mình á, xong mình sẽ làm sạch sẽ rồi mình tẩm ớt cũng gia vị vừa ăn luôn. Rồi cái mình phơi thành cái vòng tròn như vậy nè, thành cá bông á, nó rất là đẹp luôn. Một miếng gì là mười mấy 20 con nè. Đây là cá khoai nè. Cá khoai là cũng đánh bắt tại biển Cà Mau mình luôn. Xong người ta sẽ rửa sơ lại, người ta phơi treo lên cái dĩ treo sàn á. Cái người ta phơi lên cho thiệt là khô, phơi tới 3-4 nắng mới khô. Cá khoai là khoảng 4-5 kg mới vô cái cá khoai khô. Cá khoai khô là đặc sản của vùng Cà Mau mình đó. Mình chiên hoặc là mình nướng, mình chấm mắm me. Đa số cá khô đều là chiên hoặc nướng hết. Khi mà về với Cà Mau thì được tiếp xúc cái quy trình làm, được nhìn thấy tận mắt trước khi mà xuất ra thị trường đó, thì tụi em cảm thấy được những cái sự mà gian khổ của người dân mình để làm những món ăn như thế này. Làm cá khô rất là cực luôn mà người ta làm tâm huyết là đặt giờ đó để cho khách hàng mình ăn ngon á. Ăn ngon là mình mới hy vọng á, giống như mình tạo sự uy tín của vựa mình á. Nơi đây ngoài nguồn lợi từ mực còn lưu giữ tinh hoa từ biển cả với cá cơm, một loài cá nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Trong đám đông tàu thuyền hành nghề lưới và cào đánh bắt cá cơm, những con tàu này nổi bật lên như những chiến binh không mệt mỏi, mang về nguồn thu lớn nhất cho làng chài. Cá cơm không chỉ là nguồn thu nhập quanh năm mà còn là khát vọng của ngư dân, đặc biệt vào khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch. Mùa thuận đến, sản lượng cá cơm đạt đỉnh cao, hàng trăm chuyến tàu đua nhau bủa lưới, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động của làng khô cá cơm Sông Đốc. Cá cơm sau khi trúng lưới được đưa vào đất liền ngay lập tức, trải qua những công đoạn sơ chế và làm khô nhanh chóng để đảm bảo độ tươi ngon. Thưa quý vị, để có được một cái sản phẩm khô như thế này thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Từ cái quá trình mà ngư dân đánh bắt cái con cá cơm tự nhiên ngoài biển đến khi đưa về đất liền thì qua nhiều cái giai đoạn xử lý thì mới ra được một cái thành phẩm như thế này. Bình thường thì 7-8 giờ tối ngư dân sẽ bắt đầu ra khơi đánh bắt trong một đêm đó, là sáng 5-6 giờ sáng là ngư dân đã bắt đầu vào bờ. Vào bờ và thương lái sẽ bắt đầu đi thu mua toàn bộ. Ngư dân sẽ tự phân ra loại lớn, loại nhỏ và loại chung. Từ tàu lên bờ là công đoạn đầu tiên là mình phải rửa lại. Mình rửa cá cơm phải thiệt là sạch. Và mình sẽ mình luộc cá cơm á, cho nó đủ cái độ chín của nó. Và mình đem ra mình phơi ngoài nắng. Chỉ trụng sơ thôi là cho nó vừa chín thôi chứ không có được luộc lâu quá. Luộc xong và mình cũng để gáo hơi và mình phơi lên cái dĩ lưới, nó sẽ tự động nước ở dưới dĩ lưới á. Cá cơm mình phơi trong vòng 1 ngày. Nếu mà đủ nắng thì mình phơi 1 ngày. Rồi nếu mà mình muốn loại mà khô hẳn luôn thì 2 ngày. Mà có nhầm loại cá cơm là không cần luộc nữa. Tức là mình chỉ vô mình phân sai rồi mình rửa sạch rồi mình phơi thôi. Tại vì nó có nhiều loại cá cơm, cá cơm bún nữa. Cá cơm này là cá cơm nhỏ này nè. Cái này là loại nhỏ rồi đó. Đây là loại nhỏ. Rồi có loại bự hơn nữa. Dạ. Cơm bún thì nó nhỏ hơn cơm này nữa. Thường là một cái tàu mà chuẩn bị đi ra cửa biển để thu gom cá cơm đó, thì một chuyến về như vậy thì sản lượng được khoảng bao nhiêu cá cơm trên tàu? Nhầm tàu nhỏ, tàu bự, từ khoảng tàu nhỏ thì 100-200 kg, tàu bự thì vài trăm tới vài tấn gì đó. Mình thu mua lại là mình không có chọn size nữa, nó đã có size sẵn trên này.
mình phải lựa lại cho nó sạch đẹp lại rồi mình mới đóng gói. Như một cái gói hút chân không như thế này thì trọng lượng khoảng bao nhiêu? Cái gói này là khoảng 500 gram, mình bảo quản từ 6 tới 12 tháng là trong tủ lạnh, bảo quản lạnh hoặc là đông cũng càng tốt, đông thì nó để lâu hơn. Cái cơm này bình thường người ta làm ghim á, người ta chiên rồi người ta ghim với mè hoặc là người ta kho quẹt ăn cũng ngon. Là nó làm súp á, nước súp nó cũng ngọt nữa. Hiện tại là mình đang làm ô cốp cho những sản phẩm này á. Tất nhiên là cơ sở Kiều Lương của mình đã đạt chuẩn ô cốp ở đây để đưa những cái sản phẩm này vô trong những cái chuỗi siêu thị. Đúng rồi. Quả thật một cái món đặc sản như thế này rất là đáng xuất hiện trong những bữa ăn gia đình của người Việt Nam. Và những người Việt xa xứ ở trên thế giới họ khi mà thấy cái món cá kênh họ rất là nhớ quê hương và đặc biệt chắc có thể nhớ về sông đất Cà Mau ạ. Đi một vòng thì ngoài các loại khô em còn thấy được cái sự đa dạng bởi những cái mặt hàng đông lạnh của bên mình nữa chị ha. Xin chúc cho chị và thương hiệu Kiều Lương 2 ngày một lớn mạnh hơn nữa. Sẽ có rất là nhiều cái sự sáng tạo trong những cái món đặc sản mới để gửi đến quý vị khán giả quan tâm đến những cái đặc sản vùng miền, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Và mình cũng xin cảm ơn đài truyền hình HTV và quý vị khán giả đã quan tâm. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đôi Mắt Mê Công. Xin chào và hẹn gặp lại. Dọc theo bờ sông Đốc, hàng trăm thương hiệu sản xuất và phân phối cá khô đã hình thành và phát triển. Mỗi cái tên là một câu chuyện đầy màu sắc và tình yêu quê hương. Chúng tôi dừng chân tại giữa khô Kiều Lương 2 để hiểu thêm về câu chuyện khởi nghiệp và duy trì nghề truyền thống của gia đình. Qua những chia sẻ chân tình, chúng tôi và quý khán giả sẽ cảm nhận được sự đa dạng của những sản vật địa phương, hiểu hơn về cách mà con người nơi đây tận dụng và sáng tạo ra nhiều đặc sản mang giá trị kinh tế cao. Để thấy được sự giàu đẹp và lắng nghe những câu chuyện thấm đượm tình đất tình người của những gia đình, ngành nghề dọc sông Mekong, kính mời quý khán giả đón xem những tập phát sóng tiếp theo của chương trình Đôi Mắt Mekong.